Thì chị Máng đang bị bệnh thì thôi sẵn dịp đây con gửi cho bà là mẹ của chị Máng. Tôi lại cậu với lại mấy cô khổ quá trời. Dạ. Lại cảm ơn nhiều lắm. Dạ thì đây là 1 triệu của chị đó. Dạ. Chị ở Đồng Nai á, dạ. Bà ha. Dạ con gửi cho bà ha. Có gì? Dạ, cậu nha. Dạ không có gì hết. Bà để tiền đóng dạ. Tiền mua thuốc mang rồi cho dạ. Chị Máng ha. Đóng cho con của nó 308 nữa. 38 đi học hả bà? Dạ. Đi học rằng sắp sửa thi nè. Dạ. Không có tiền đóng nó không có cho gì á. Dạ. Cho thi. Dạ được rồi bà không xúc động gì. Hi, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì mình đang trên đường đến tìm hai bà cháu. Bà là mẹ của chị Máng. Tại chị Máng hơn nửa tháng nay chị Máng bị bệnh và hiện tại đang dưỡng sức nằm ở nhà tại nhà bè. Thì thay công việc của chị Máng thì mẹ của chị Máng bằng hàng ngày phải bắt xe buýt từ nhà bè để lên trung tâm quận 1 để bán vé số cũng như là mấy cái bông giấy á. Thì hai bà cháu ngồi trước chợ Bến Thạnh các bạn. Và cái điểm quen thuộc mà mình hay giới thiệu cho các bạn. Đây thì mình đang trên đường đến và hy vọng là sẽ có hai bà cháu ngồi đó. Hiện tại thì trời Sài Gòn có mưa lác đác các bạn. Và vừa tới nơi thì gặp hai bà cháu. Chào ba. Dạ. Ba nhớ con không? Nhớ. Dạ. Bà cháu. Dạ. Em có bồ lon ở quận 6 phải không? Đúng rồi, cô anh, chị anh hôm bữa. Trời mưa mà bà cũng ngồi hả? Mới qua nè. Dạ. Mẹ nó khám bệnh động vật mới qua nè. Chị Máng hả? À? Chị Máng rồi bác sĩ nói bệnh gì bà? Nó bị suy nhược cơ thể. Suy nhược cơ thể hả? Với lại bị kinh rồi gì á. Dạ. Rối loạn tiền đình. Rối loạn tiền đình. À. Rồi lên lâu chưa bà? Dạ mới lên nãy giờ cũng tiếng mấy. Mới lên là tiếng mấy? Dạ. Dạ. Rồi sáng giờ có bán được gì không? Bán được như đây. Dạ. Hôm nay mưa mà bà cũng đi hả? Trời không đi giờ lấy đâu cho tụi nhỏ kia nó đi học nữa. Dạ. Chị nó đó. Dạ. Đây nè bà là dạ. Lấy dây cột vô cho thằng bé nó khỏi chạy lung tung. Trời nó chạy ra nó chạy mệt, nó chạy không nổi. Dạ. Ừ. Mấy hôm hồi sáng con chạy qua nhưng mà không thấy. Dạ. Dạ. Ở chiều nay con sẵn đường đi về á. Dạ. Mới gặp bà. Dạ. Rồi mình lên rồi mấy giờ mình về bà? Có khi 8 giờ. 8 giờ. 7 giờ mấy 8 giờ xe buýt nó hết á, cái mình tranh thủ mình về. Dạ. Mỗi cục giấy là bà bán 5.000, bà bán giấy thôi hả? Dạ, đâu có bán gì đâu. Một ngày bán bao nhiêu cục giấy? Khi được hai mấy ba chục cuộn. Hai mấy ba chục cuộn? Dạ. Khi trăm mấy. Mình lên mình ăn trưa chưa? Mình dạ. Ăn trưa chưa bà? Dạ, có ăn rồi. Dạ. Cô kia cho bánh mì. À, có người ta cho bánh mì hả bà? Bánh mì nha. Với chai nữa nè. Dạ. Giờ cho anh ấy uống. Dạ. Dạ. Hai sĩ á. Hai sĩ ăn đi. Rồi. Bà. Dạ. Hôm trước có chị ở Đồng Nai á. Dạ. Chị nói là gửi cho chị Máng 1 triệu. Dạ. Nhưng mà chị không có nói tên. Dạ. Thì chị Máng đang bị bệnh thì thôi sẵn dịp đây con gửi cho bà là mẹ của chị Máng. Tôi lại cậu với lại mấy cô khổ quá trời. Dạ. Lại cảm ơn nhiều lắm. Dạ thì dạ. Đây là 1 triệu của chị đó. Dạ. Chị ở Đồng Nai á. Dạ. Bà ha. Dạ con gửi cho bà ha. Có gì? Cậu nha. Dạ không có gì hết.
ba để tiền đóng tiền mua thuốc mang rồi cho chị Máng ha. Đóng cho con của nó 380 nữa. 380 đi học hả bà? Dạ. Đi học đặng sắp sửa thi nè. Dạ. Không có tiền đóng nó không có cho gì á. Dạ. Cho thi. Dạ được rồi bà không xúc động gì. Thì cứ Mạnh Thường Quân nào người ta thương thì người ta gửi con trao lại cho mẹ con chị Máng. Được đồng nào hay đồng đó thôi. Trời ơi, chạy luôn á. Dạ. Cảm ơn mấy chú cô quan trọng. Bà ngồi đây bán tới tối về ăn cơm hay là ăn cơm ở đâu? Đây cũng có cho đồ ăn ăn à. Dạ. Cho ăn không có cho về nhà. Dạ. Hiện tại là trời mưa rồi này, mưa rồi bà chạy đi đâu? À, chạy vô ngay chỗ mấy cái nhà có mấy tre rồi. Dạ, chỗ đây là. Dạ. Rồi, cảm ơn nhiều lắm nha. Hiện tại là ngoài trời đang bắt đầu mưa rồi các bạn. Rồi, bà bán cục giá gì, lời nhiêu đâu? Dạ, không có, cũng phải dán. Chứ không có tiền, thì bán với số. À. Bán với số để đây bán, người ta cũng mua nữa. Trước là chị Máng có bán với số hả? Dạ. Nói chứ nó cũng vô phước, em bị con bên chồng cũng vô phước. Dạ, hồi đó làm sao bà? Hồi đó chồng đẻ gian này bị bệnh á. Dạ. Rồi cái thấy nó bỏ luôn, nó bị bệnh đau quá. Thấy cũng có dấu hiệu bệnh. À, dấu hiệu nó bệnh chứ. Dạ. Nó bệnh nè, nó chưa biết nói nữa. Dạ. Nó là nhiêu tuổi rồi bà? Nay nó 6-7 tuổi rồi. À, hai sĩ 6-7 tuổi rồi. Chị nó học cũng được đó bà ha. Học giỏi. Dạ. Học giỏi lắm. Mua mỗi mà mua chiếc xe đạp mà trả 3 lần. À, mua cho con bé hả? À, mua xe cũ á. Dạ. Rồi có 100 trả 200. Có 50 trả 50. Nhà bà địa chỉ ở đâu con có thể biết được không? Xa lắm. Ở đâu? À, qua Nhân Đức. Xã Nhân Đức nhà bà. Dạ, nó có số nhà không bà? Không, ở mấy sông mà. À, bà có số điện thoại không? Không, không biết xài. Dạ, tưởng có gì khi nào con ghé nhà bà dạ. Con thăm. Dạ. Giá để ấy rồi coi cho má nó già đi, má nó bán. Dạ, khi nào chị Máng chị khỏe đã cho bà. Dạ, khỏe rồi cho đi. Dạ. Cái đầu nó còn đau hoài. Dạ. Ở đây nói ra một dán thuốc dán sợ hả đúng thuốc mới hết chứ. Dạ. Dán thuốc dán nhức đầu hoài không hết. Dạ. Rồi cái thằng này nè, tôi giữ nó tôi còn chịu không tấu nữa. Nó mạnh quá à, có lúc nó mạnh lắm. Rồi nó nóng đầu tôi, nó ngay cổ sợi dây nó chạy rồi chạy theo. Dạ. Nè sợi dây này. À, ở cậu sợi dây mới được ha. Dạ bây giờ mưa rồi bà cũng trú mưa đây bà. Dạ thôi con chào bà nha, hôm nay con qua con trao tiền đó của một chị ở Đồng Nai và chị gửi cho chị Máng á. Dạ, mai mốt gửi lời thăm. Cảm ơn cô đó. Dạ. Trời ơi. Dạ, rồi con chào bà nha. Dạ, bà đi trú mưa đi, bây giờ mưa rồi. Rồi con chào bà con đi về á. Dạ. À, hiện tại thì bây giờ là 3 giờ chiều và trời Sài Gòn dường như đã tối tại vì hôm nay khá là ẩm u và bắt đầu có mưa. Thì hai bà cháu mẹ của chị Máng vẫn tiếp tục bán ở đâu đó quận 1 và mưa lớn thì chạy đi tìm chỗ trú và thạnh mưa thì tiếp tục công việc. Hôm nay là lần thứ tư hay là thứ năm gì đó mình không nhớ rõ, mình đã đến thăm hai mẹ con cũng như là trao sữa trao quà rồi đó, thì cũng một phần nào giúp được hai mẹ con hay là bà cháu cũng ấm lòng. Thì hiện tại mình đang trên đường về và chắc là phải ghé vào một quán cà phê nào đó tại vì chạy về cũng khá là xa nên trời thì đang có mưa rồi và chắc là sẽ chuẩn bị mưa to vào mỗi buổi chiều.
Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, cảm ơn cả nhà rất là nhiều ạ.